Kính mời quý khán giả theo dõi kết quả chương trình bình chọn diễn viên yêu thích trong bộ phim Tình yêu cuộc sống, được phát sóng lúc 16:30 từ ngày 27 tháng Giêng năm 2011 đến 15 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2011. Qua tổng đài nhắn tin 8383 đã có 2.296 khán giả gửi tin nhắn, trong đó có 2.248 khán giả đã bình chọn diễn viên Diêu Thiên Vũ, giai Yến Dương, mã số 1. Sau đây là danh sách các khán giả trúng thưởng của chương trình. Khán giả ở số điện thoại 01205-632-327 bình chọn diễn viên Diêu Thiên Vũ, giai Yến Dương, mã số 1 lúc 13:58:53 ngày 12 tháng 2 năm 2011 đạt giải nhất 3 triệu đồng. Khán giả ở số điện thoại 01203-125-314 bình chọn diễn viên Diêu Thiên Vũ, giai Yến Dương, mã số 1 lúc 22:04:25 ngày 10 tháng 2 năm 2011 đạt giải nhì 2 triệu đồng. Khán giả ở số điện thoại 01205-632-382 bình chọn diễn viên Diêu Thiên Vũ, giai Yến Dương, mã số 1 lúc 22:37:36 ngày 11 tháng 2 năm 2011 đạt giải ba 1 triệu đồng. Kính mời quý khán giả trúng thưởng đến nhận tiền thưởng vào lúc 9 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2011 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, điện thoại 072-3826-244.